Đó là cú dứt điểm để mở đầu trận. Và mặc dù chỉ có được hộ chiếu Indonesia sau tuổi 16, nhưng Brandon Jawato lại là một trường hợp đặc biệt, được FIBA công nhận là cầu thủ nội địa do có quãng thời gian học tập, quãng thời gian rèn luyện này. Lại là cơ hội dành cho các cầu thủ Philippines. Stan Hardinger cú ném 3 điểm từ góc 45 độ, cú ném chính xác, bật vành rổ rộ ra. Justin Brownlee có một mismatch ở đây và Indonesia quyết định double team. Điều đó mở ra khoảng trống ở góc 45 độ. Vẫn là những sự chuẩn bị tương đối sơ sài, thậm chí là đã có thời gian thầy trò Chaudhry xoay người. Một pha bóng rất ấn tượng, nhưng Justin Brownlee thiếu một chút may mắn. Brownlee cú ném 3 điểm chuẩn xác của Marcio Lancita. Là tại ASEAN 2019 diễn ra trên đất Indonesia. Cú ném vào thứ hai đi không chính xác, nhưng bóng vẫn nằm trong tay của các cầu thủ Philippines. 24 giây tất điểm hơi vội của Caleb, vẫn còn nhiều lựa chọn tốt hơn. Justin Brownlee dứt điểm tốt, cú ném 3 điểm. Có and one. Để quên đi những gì họ đã phải trải qua tại Hà Nội cách đây 1 năm. Nhà thi đấu thân đưa đến Hà Nội một cầu thủ nhập tịch duy nhất, người được chọn là Max Borden. Còn Lester Prosper trước đó cũng đã dính một chấn thương nhẹ nên anh không được cân nhắc. Năm nay thì Max Borden lại là người dính chấn thương. Còn trước vạch ném phạt đang là CJ Perez. Rebound tốt tới từ cầu thủ mang áo số 45 bên phía Philippines. Gạt trái bóng ra, phạt điểm. Ném 3 điểm, cú ném chính xác. Hai cú ném cần thật lòng mà nói thì huấn luyện viên George Reyes cũng không có nhiều lựa chọn. Ông từng có danh sách sơ bộ tới 28 cầu thủ cùng rất nhiều cầu thủ ngôi sao, nhưng đa phần trong số đó thậm chí còn không đi tập, chứ chưa nói đến việc đồng ý tham dự SEA Games. Ít nhất thì trước SEA Games lần này, huấn luyện viên George Reyes tiến thêm một bước vào trong. Một quyết định sáng suốt của tổ làm đội ném không tốt, thêm cơ hội để rút ngắn cách biệt cho Philippines. Bây giờ thì cách biệt chỉ đủ, còn rất nhiều cơ hội để cho các cầu thủ Philippines có thể rút ngắn. Quả ném phạt thứ hai cũng vậy, nhưng ba cầu thủ của Indonesia không thể ngăn cản. Một mình cầu thủ vừa tới từ Lester Prosper đều là những tình huống can thiệp từ phía sau. Extra pass góc không độ, quyết định không ném mà đột phá. 44. Nhưng đó chỉ là một tình huống long term, cách biệt là 3 điểm, chỉ là một cú ném xa mà thôi. Và nó đã bị san bằng. Lester Prosper còn phải ra ngoài khu vực 3 điểm để ném. Cú ném không tài chính. Thì trong bóng rổ, các trọng tài chính có quyền dừng trận đấu và xem lại băng hình. Nếu như họ không cảm thấy chắc chắn về quyết định của mình,
Bên cạnh đó thì ở một số giải đấu khác, các huấn luyện viên lại có quyền kháng nghị để các trọng tài xem lại băng hình. Và vừa rồi là một tình huống như vậy. Lỗi phản tinh thần thể thao vừa rồi được tính cho Anthony Bean. Và thêm một lần nữa ghi trọn vẹn 5 điểm liên tiếp. Bóng chạm vành CJ Perez. Điểm phá tốt của CJ Perez điều khiến cho danh tiếng của huấn luyện viên Chuck Perez bị ảnh hưởng. Ông phát biểu rằng Việt Nam nước chủ nhà sẽ đội bóng của ông muốn dành sự chuẩn bị cho FIBA Asia Cup. Newsom và giữ điểm tốt của Chà là quá lớn, còn một giây buộc phải ném. Nhưng Brownlee không thể tỏa sáng như Prosper cách đây vài giây. Tầm xoay người có and one. Chuyền Brownlee cú ném 3 điểm tốt. Hiệp 4 bước vào quãng thời gian 3 phút cuối. Dứt điểm rất đơn giản, không có ai kèm. Và Justin Brownlee cầm bóng. Anh sẽ làm gì? Đường chuyền and one. Lỗi đồng đội. Newsom ném phạt tốt trong tình huống đầu tiên. Thời gian thi đấu còn lại 59 giây. Philippines Damme Diagne vào sân thay cho Brandon Jawato. Brownlee không chút sai lầm. Và đây là điểm số thứ 34 của anh.